Thú vị cho các bạn, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được diễn ra theo hình thức họp tập trung tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Theo chương trình đề ra, kỳ họp Quốc hội này sẽ làm việc trong 19 ngày, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận về những đóng góp ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và các nội dung của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo ghi nhận, trong tuần làm việc đầu tiên tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã đóng góp nhiều ý kiến trong các phiên thảo luận ở tổ. Cụ thể, đóng góp vào tờ trình tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Đại biểu Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Trà Vinh cho rằng đường Hồ Chí Minh là con đường rất quan trọng, nhưng thi công còn chậm, do đó vấn đề đặt ra là phải tiếp tục thực hiện để mau chóng hoàn thành. Đại biểu Ngô Chí Cường đồng tình với kiến nghị phải bố trí vốn để hoàn thành xong dự án này, đồng thời đề nghị Quốc hội quan tâm kiểm tra giám sát để đôn đốc nhắc nhở, để nhanh tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh, cũng như các dự án công trình trọng điểm khác. Trong khi đó, thảo luận vào dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Ngô Chí Cường thống nhất với dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, đại biểu Ngô Chí Cường đặt vấn đề cần phân cấp phân quyền nhiều hơn để cho các địa phương, nhất là các địa phương còn khó khăn, chủ động trong việc phát triển kinh tế xã hội. Bây giờ còn lại nhiều cái tỉnh khác mà nhiều cái tỉnh mà rất là khó khăn, mà có cái diện tích đất rừng, đất lúa, rồi biển. Rồi vừa rồi thì họ nghĩ Trung ương cũng đã thống nhất là để hỗ trợ cho cái người trồng lúa, người trồng rừng, thì cái đó là tốt rồi, vì ta đảm bảo về an ninh lương thực, về rừng. Nhưng mà bây giờ nó không có cơ chế đặc thù cho các cái tỉnh này, tôi cũng kiến nghị, đề nghị là tới đây thì sửa cái luật đất đai thì nên có cái phân cấp phân quyền cho nó, cho các cái tỉnh mà nhiều rừng, nhiều đất lúa, nhiều đất biển rồi đó, cho nó có cái quyền lớn hơn để các cái tỉnh chủ động để có cái chuyển đổi, rồi khai thác cái tiềm năng đất đai, cái tiềm năng rừng, tiềm năng biển, để rồi phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chứ nếu không thì các cái tỉnh này chậm so với cái chung của cả nước. Đó là cái về cái đất đai. Ngoài ra cũng phải nghiên cứu có cái phân cấp cho địa phương nhiều hơn nữa. Bây giờ nó không có cơ chế đặc thù thì anh phải phân cấp nhiều hơn nữa để cho các cái địa phương có cái chủ động trong cái việc phát triển cái kinh tế xã hội của mình. Đấy, tôi nói các đồng chí, như Trà Vinh có một cái tiềm năng điện gió rất là lớn, nhưng mà tôi cũng đang kiến nghị là thí dụ tới đây mà nếu mà được cái quy hoạch điện 8 mà đã phê duyệt rồi thì cứ chủ động giao cho địa phương trên cơ sở quy hoạch đó, rồi là địa phương khai thác cái tiềm năng điện gió. Còn nếu mà địa phương mà vướng mắc gì thì xin Thủ tướng Chính phủ, còn nếu mà địa phương làm sai thì địa phương chịu trách nhiệm. Đấy, chúng tôi cũng đề xuất cái cơ chế đó, nhưng mà cũng chưa được là cho ý kiến cụ thể việc này nó như thế nào. Mà hiện giờ cái bệnh viện chung là các cái địa phương là rất là cần được cái phân cấp cho nó mạnh để mới phát triển được. Nêu ý kiến vào dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh thống nhất cao với nội dung dự thảo nghị quyết. Bởi Khánh Hòa là địa phương ven biển Nam Trung Bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của cả nước, có nhiều tiềm năng lợi thế để bứt phá phát triển và thúc đẩy lan tỏa tích cực đến phát triển vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đại biểu Trần Quốc Tuấn đề nghị Quốc hội cần có chủ trương để Chính phủ chỉ đạo sớm tổng kết những nội dung của nhóm cơ chế chính sách đặc thù được các tỉnh đã và đang áp dụng theo hình thức cuốn chiếu, để trong thời gian sớm nhất, Quốc hội đưa những nội dung áp dụng có hiệu quả, khả thi vào chương trình bổ sung sửa đổi các luật có liên quan để áp dụng đại trà cho cả nước. Mặt khác, đại biểu Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị đối với các tỉnh khác, nếu xét thấy có tính chất đặc thù như Trà Vinh, thì Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm mạnh hơn, nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ đầu tư, mời gọi đầu tư các dự án mang tầm quốc gia ở các lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội, để làm tiền đề dẫn dắt phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo điều kiện Trà Vinh khai thác phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế vốn có nhằm phát triển kịp các địa phương khác trong khu vực vào thời gian tới. Thú vị cho các bạn, trong phiên làm việc ở tổ về các nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, cùng việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42. Các đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Trà Vinh cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các nội dung này. Thảo luận vào báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đề nghị chính phủ cần quan tâm đến lĩnh vực y tế, vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Và tôi đề nghị một trong những ưu tiên hiện nay đó là tập trung nguồn lực cho ngành y tế và bao phủ tỷ lệ tiêm vaccine cho toàn quốc và mua thuốc chữa bệnh. Và hiện nay thì bà con cử tri đó, người dân rất là mong chờ cái này. Có nghĩa là tôi đề nghị là trong cái việc mà quan tâm nguồn lực này thì chú ý quan tâm đến y tế dự phòng. Nội dung thứ hai là đối với hệ thống an sinh xã hội thì tôi thấy rằng là trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn. Và hiện nay thì chỗ Bộ Lao động Thương xã hội thì cũng đang triển khai các cái chương trình có liên quan hỗ trợ cho tiền thuê nhà cho công nhân nhân dân. Nhưng mà thấy rằng là có một số địa phương thì làm tốt rồi, nhưng cũng còn một số địa phương là nó cũng chưa còn chậm, nói chung là triển khai còn chậm. Tôi đề nghị chính phủ tổ chức chỉ đạo khắc phục tốt hơn. Cái thứ ba là đối với hỗ trợ doanh nghiệp thì tôi đề nghị là hỗ trợ doanh nghiệp cần phải thiết thực hơn. Cái thứ tư là tôi cũng đề nghị là cải cách thể chế giải quyết điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Trong khi đó, đóng góp nội dung tổng kết về thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đánh giá cao tính hiệu quả của nghị quyết số 42 đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực và đóng góp quan trọng vào kết quả cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Đại biểu Trần Quốc Tuấn thống nhất với nội dung tờ trình của Chính phủ và báo cáo đánh giá cùng tờ trình của Ủy ban Kinh tế thuộc Quốc hội về nội dung trên, đồng thời đề xuất thêm một số ý kiến. Tôi trân trọng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các cái cơ quan có liên quan trước mắt là nghiên cứu tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức triển khai thực hiện cái nghị quyết 42 như là cái báo cáo của Chính phủ cũng như là cái báo cáo thẩm tra, và quan tâm thêm các nội dung cơ bản như sau. Nội dung thứ nhất là tôi đề xuất cần tăng cường cái khả năng dự báo, nhất là dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh trong nước khi chịu sự tác động bởi các cái sự kiện của khu vực và quốc tế, điển hình như chiến sự của Nga và Ukraine, hay là cái tình hình căng thẳng và các cái bước đi của các nước lớn. Nhưng nội dung dự báo này phải được gắn với các cái nội dung phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 như là nghị quyết, như là mục tiêu của nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra. Để từ đó thì chính phủ có thể là có giải pháp cơ cấu lại cái nguồn vốn, phân bổ hợp lý các cái nguồn vốn cũng như xác định rõ các cái nhóm chủ thể vay vốn, nhất là các khoản vay thuộc lĩnh vực tiềm ẩn cái rủi ro cao, nhằm đảm bảo kiểm soát tốt cái hoạt động của các cái tổ chức tín dụng, góp phần giữ tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% tổng dư nợ cho vay đầu tư đối với nền kinh tế của chúng ta. Cái đề xuất, cái nội dung thứ hai cần quan tâm đó là cần phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc tăng tỷ lệ nợ xấu cao hơn 3% đối với các cái lĩnh vực cho vay đầu tư. Thì trên cơ sở đánh giá làm rõ nguyên nhân đó thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng các cái quy định của pháp luật có liên quan để chúng ta phòng ngừa các cái rủi ro từ sớm, từ xa, không để là chúng ta bị động và không chờ đến khi tỷ lệ nợ xấu tăng cao thì chúng ta mới xử lý bằng các cái nội dung theo quy định của nghị quyết 42 là như hiện nay.
Ngoài ra, đại biểu Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị về lâu dài, chính phủ cần chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giao dịch ngân hàng. Đến phiên làm việc tại tổ để thảo luận về dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, các đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Trà Vinh cùng các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa thuộc tổ 13 cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để góp phần hoàn thiện hai dự án luật này. Cho ý kiến vào dự án luật thanh tra sửa đổi, đại biểu Thạch Phước Bình, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đề nghị ban soạn thảo làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiêu chí thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ và thẩm quyền thanh tra chuyên ngành để tránh chồng chéo. Tôi nhận thấy thế này, không nên thanh tra chuyên ngành ở bộ ngành và tổng cục cục chàng lan, mà tôi đề nghị có tập trung vào một số ngành, chẳng hạn như là thanh tra chuyên ngành tài nguyên môi trường, tài chính, giao thông, nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng, công thương, thì tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Thì trong luật sửa đổi này thì luật thanh tra có nói là bây giờ sẽ phải là được phê duyệt định hướng thanh tra hàng năm, thì cái này rất là tốt rồi, nhưng mà trong thực tế rất là khó cái này, bởi vì là nếu mà tất cả các tổng cục cục đều có thanh tra chuyên ngành thì chắc chắn cái chuyện mà chồng chéo là không tránh khỏi. Do đó tôi đề nghị là phải phân định rõ ràng thẩm quyền thanh tra, chẳng hạn như anh thanh tra chuyên ngành thanh tra được thẩm quyền tới đâu, để nếu không ta sẽ chồng chéo rất là khó. Và đồng thời đó thì thực tế cho thấy đó là phải có quy định linh hoạt hơn về chức danh làm công tác thanh tra chuyên ngành, bởi vì để anh được thanh tra viên thì phải có tiêu chuẩn rồi, nó rõ ràng rồi. Nhưng mà đối với thanh tra chuyên ngành thì ngoài cái tiêu chuẩn anh được thanh tra viên theo tiêu chuẩn điều 23 thì nó còn phải có cái tiêu chuẩn khác với thanh tra chuyên ngành nữa, như trong đây thì không nêu. Đối với dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh, đơn vị tỉnh Trà Vinh đặt vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh quy định tại điều 5. Từ mục 2 là trách nhiệm quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Nhưng đến cái mục 3 thì lại có thêm là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình cũng có trách nhiệm tổ chức hệ thống khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp. Câu chuyện là quản lý nhà nước của Bộ Y tế có nghĩa là không nhúng được vào chỗ của cái Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Thì điều này tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cân nhắc xem là liệu có cần thiết phải như thế này hay không, hay là thống nhất về một đầu mối để ông y tế ông ấy làm. Về chuyên môn về y tế là của Bộ Y tế, thế nhưng mà thành lập hội đồng riêng về câu chuyện này thì trong điều 81 lại ghi là Bộ Công an tự thành lập, Bộ Quốc phòng tự thành lập. Nếu đồng ý với cái này thì có nghĩa là bất công với các bộ khác và đặc biệt là Bộ Y tế. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị làm rõ căn cứ để xác định giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm đối với quy định thời hạn của giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại điều 27. Phần tiếp theo của chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh về tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực và tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho luật sư. Nhằm bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực năm 2022. Phát biểu tại đây, ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh cho biết, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, chứng thực, Sở Tư pháp tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch, chứng thực nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực. Hộ tịch là việc nhà nước đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết. Các sự kiện nhân thân cơ bản của cá nhân được đăng ký hộ tịch bao gồm khai sinh, kết hôn, ly hôn, nhận nuôi con nuôi, giám hộ, nhận cha mẹ, con, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch. Trong đó, khai sinh, kết hôn, khai tử là ba sự kiện phổ biến mà bất cứ cá nhân nào cũng phải được đăng ký. Điều đó cho thấy công tác hộ tịch là rất quan trọng, thực hiện đúng pháp luật sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân để sử dụng trong việc giao dịch cùng các quan hệ xã hội của cá nhân. Đồng thời, công tác chứng thực cũng rất quan trọng như công tác hộ tịch, bởi vì chứng thực là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cấp bản sao từ sổ gốc
chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch theo trình tự thủ tục luật định. Chứng thực có ý nghĩa quan trọng đối với quyền của công dân, cũng như góp phần cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hộ tịch chứng thực, thời gian qua, các địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, từng bước đưa công tác hộ tịch chứng thực đi vào nền nếp. Các yêu cầu về hộ tịch chứng thực được giải quyết kịp thời, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tư pháp hộ tịch cấp huyện, cấp xã từng bước được chuẩn hóa qua công tác tuyển dụng, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng. Do đó, để đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay, việc cập nhật bổ sung những kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, những văn bản quy định mới về lĩnh vực hộ tịch chứng thực cho đội ngũ công chức làm công tác này là hết sức cần thiết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức được Sở Tư pháp xác định là một nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ công chức nói chung và công chức làm công tác hộ tịch chứng thực trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng. Do đó, hàng năm cũng như năm 2022, Sở Tư pháp đều có kế hoạch tổ chức và quyết định mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch chứng thực cho công chức làm công tác hộ tịch chứng thực trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác hộ tịch chứng thực phục vụ tốt nhu cầu công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong một ngày diễn ra lớp tập huấn, gần 130 đại biểu là cán bộ là công tác hộ tịch chứng thực trên địa bàn tỉnh đã được các báo cáo viên của Cục Hộ tịch Quốc tịch chứng thực thuộc Bộ Tư pháp truyền đạt hai chuyên đề, gồm chuyên đề 1 về nghiệp vụ hộ tịch, tập trung vào các nội dung đáng chú ý của hai thông tư do Bộ Tư pháp ban hành. Đó là thông tư số 04 ngày 28 tháng 5 năm 2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch, và nghị định số 123 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. Thông tư số 01 ngày 4 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tư pháp, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 87 của Chính phủ, quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Chuyên đề 2 của lớp tập huấn là nghiệp vụ chứng thực. Trong này tập trung vào nội dung chứng thực hợp đồng giao dịch. Truyền đạt chuyên đề này, báo cáo viên đã làm rõ hai vấn đề: vai trò của chứng thực hợp đồng giao dịch và quy định của pháp luật hiện hành về chứng thực hợp đồng giao dịch. Thú vị với các bạn, cùng với tổ chức tập huấn về nghiệp vụ hộ tịch chứng thực, Sở Tư pháp tỉnh cũng vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về hình sự, dân sự và kinh tế cho luật sư năm 2022. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn do báo cáo viên của Cục Công tác phía Nam thuộc Bộ Tư pháp trình bày một số quy định mới nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh hiện tại có 40 luật sư, phạm vi hoạt động hành nghề đúng theo giấy phép hoạt động quy định theo điều 22 của Luật Luật sư. Trong hành nghề, các luật sư tham gia nhiều hoạt động tố tụng, tham gia đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác, tham gia thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhân dân, đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức cá nhân, đưa pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó đã góp phần quan trọng bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội, ổn định phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, hàng năm các luật sư còn phải có nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức để cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, để cập nhật kịp thời quy định mới của pháp luật cho đội ngũ luật sư thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư, Sở Tư pháp phối hợp với Ban quản lý dự án SME Trà Vinh ký kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức bồi dưỡng pháp luật về hình sự, dân sự và kinh tế cho đội ngũ luật sư tỉnh Trà Vinh năm 2022 là rất cần thiết, nhằm cập nhật thêm kiến thức cho luật sư, nâng cao nghiệp vụ tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật với mục tiêu bảo vệ các doanh nghiệp khi tham gia giải quyết các tranh chấp tại cơ quan tiến hành tố tụng, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự. Trong một ngày diễn ra lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt chuyên đề về giải quyết tranh chấp thương mại. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các luật sư cũng đã được cập nhật một số điểm mới trong Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam được ban hành theo quyết định 201 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và Cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.